đây mưa cắt cả luôn, chỉ là rất tiếc là mưa nó kéo dài quá, mất đi cái lối chơi. Cầu mong là mưa nó chấn nó rút nhanh hơn thì tôi cầu thủ tôi chuyển lại đội chơi được. Bên cạnh đó thì tôi hài lòng là cái cầu thủ mặc dù trời mưa nhưng chơi rất tập trung. Trong đó chúng ta cũng đánh ra chúng ta cũng may mắn là ngay từ đầu hiệp một chúng ta đã có một cái vũng nước nó giữ lại để chúng ta không bị dẫn bàn trước, đó là một điều may mắn. Cái này ngày 18 tôi họp báo thì tôi cũng đã được các huấn luyện viên ở đội nhà nhắc là huấn luyện viên của đội Đông Timor sẽ đưa ra một đạo đấu pháp là đá rắn để hạn chế tối đa. Tôi mới nói với cầu thủ là cái đó chúng ta phải chấp nhận, quan trọng là chúng ta cầm bóng, chúng ta tập trung vào chuyên môn, chơi bóng chuyên nghiệp nhất. Chứ còn nếu mà họ đã là rất nhiều đương nhiên, và nếu mà bất kỳ người nào mà có hành động phản đá tức là đá trả đũa thì tôi sẽ không đồng ý. Rằng tất cả các cầu thủ đó họ có thể đá rắn hơn nữa, nhưng mà chúng ta chỉ đá bóng thôi, đừng nên trả đũa. Thì mình nếu mà mình trả đũa thì cái trường hợp giống mình phải vang vừa chính tôi có ý kiến, tôi nói chính là không bao giờ dùng những cái động tác thừa. Và rất đúng là cầu thủ tôi đã tuyệt đối chấp hành những cái mà tôi đề ra. Hay thì nếu mà không nên để cho tôi nhận xét, tại vì bảo là khi người ta tôi hơi đùa thì bảo là con hát mẹ khen hay nó đúng rồi, nhưng mà để cho khán giả nhận xét. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi nghĩ là những văn phòng của công phường đó là giải tỏa sức ép tâm lý rất tốt cho cậu ấy. Quang Hải thì một cái nhiễm trùng với đường tiêu hóa, nhưng mà nếu hôm nay Quang Hải mà không bị nhiễm trùng với đường tiêu hóa, tôi vẫn đưa cậu ấy đá sau. Tại vì với cái đội đá của Quang Hải, nếu mà trời mưa ngập nước thế này thì phá sức của cậu ấy rất nhanh. Thì còn trước mấy buổi tập đấy thì các cái tam giác nhỏ tạo lên liên tục giữa Tông Phường, Quang Hải và Tuấn Anh. Các cái buổi tập trước ngay thi đấu thì đã rất nhiều lần có những bật xuất phát từ phía bên cạnh đó. Và tôi nghĩ là lúc thấy Quang Hải vào đó thì cái đường tấn công của bên cạnh trái của mình nó khởi sắc nhiều hơn, có cái độ nguy hiểm nhiều hơn. Và tôi cảm giác là chỉ có lúc được rút đi thì chúng ta mới có thể triển khai đội dưới đó. Thì thấy Quang Hải vào thời điểm đó tôi nghĩ là gì nên hiểu là cố gắng ghi nhiều bàn để có cái vị trí tốt nhất ở trong tất cả bảng đấu, là vị trí thứ nhì. Đấy là nói cái lý thuyết, nhưng mà chúng ta cũng phải nên hiểu rằng là với một trận đấu gần như thời tiết không thể cho chúng ta phô diễn kỹ thuật, thì có những điều chúng ta cũng phải nên làm chấm trước cho vận động viên. Và những cái bàn thắng mà cầu thủ đưa lại đó, thì những cái đó là nỗ lực của họ rất lớn. Tôi nghĩ là chúng ta nên ghi nhận họ và để cố gắng động viên họ để trận sau thi đấu tốt hơn. Sân trường thì các cái phương án tấn công nó sẽ đa dạng hơn. Với tôi thì sân trường cùng với Tuấn Anh là những cầu thủ mà họ rất hiểu nhau, và thậm chí cầu mong làm sao trời đừng mưa như ngày hôm nay. Trời đừng mưa thì chúng ta tạo trận đấu tốt cho đội Macau. Tất nhiên đội tuyển Macau trước một đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh như thế thì chúng ta cũng chưa nói được nhiều. Mà thôi, đây một trận đấu họ ăn đội tuyển Macau 10-0, nhưng tôi vẫn là cầu thủ tôi, một đối thủ chúng ta luôn luôn trước một trận đấu luôn luôn tôn trọng tất cả mọi đối thủ, và chúng ta phải nhập cuộc với những cầu thủ tinh thần chuyên nghiệp, chứ chúng ta không phải là chủ quan nghĩ là một đội bóng yếu để chúng ta có thể là chơi tư cách cá nhân, chúng ta chơi có thể nó mất đi đấu pháp bình thường hay không. Tất cả cầu thủ tôi phải chuyên nghiệp vào thi đấu với một đội bóng bất kể họ yếu hay mạnh, nhưng chúng ta đầu tiên chúng ta phải nghiêm túc với ngay bản thân lúc chúng ta nhập cuộc, thì lúc đó mới có kết quả tốt của trận đấu.